ích dòng 72 triệu đô la Mỹ mỗi năm nếu tăng trưởng thanh toán điện tử. Visa vừa công bố tăng trưởng thanh toán số có thể mang lại tổng lợi ích dòng ước tính 72 triệu đô la Mỹ mỗi năm cho kinh tế Đà Nẵng. Các kết quả được rút ra từ nghiên cứu độc lập do công ty Rubini Thoát Lab thực hiện với sự ủy thác của Visa, nhằm đánh giá lợi ích tiềm năng của việc gia tăng mức độ sử dụng phương thức thanh toán điện tử tại các thành phố lớn trên thế giới. Kết quả nghiên cứu này đã được trình bày trong Smart City Summit 2019, Hội nghị Thượng đỉnh Thành phố Thông minh 2019 tổ chức tại Đà Nẵng mới đây. Theo nghiên cứu của Visa, kinh tế Đà Nẵng đạt mức độ không tiền mặt khả thi, tức toàn bộ cư dân chuyển sang sử dụng thanh toán điện tử với mức độ tương đương top 10%. Người dùng hiện tại có thể giúp số lượng việc làm tăng 3%, năng suất công việc tăng 3,4%, tiền lương tăng 3,1% và GDP của thành phố tăng 0,34%. Tại hội nghị, theo bà Đặng Tuyết Dung, giám đốc Visa Việt Nam và Lào, chiến lược phát triển Đà Nẵng thành một thành phố không tiền mặt có thể được thúc đẩy bởi những sáng kiến về chính phủ điện tử chẳng hạn như giải ngân phúc lợi và hoàn thuế thu nhập trên nền tảng kỹ thuật số thanh toán phí công tác của nhân viên nhà nước bằng hình thức điện tử cũng như đóng thuế và các phí tiện ích trực tuyến ở việt nam hiện có nhiều người dân tham gia vào hệ sinh thái ngân hàng khi số lượng người sở hữu thẻ đang ngày càng tăng